Chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Hôm nay thì Nhiên giao ba cái máy này đi tỉnh nè. Thì sẵn đó Nhiên test luôn, Nhiên quay một cái video cho mấy anh chị xem, giới thiệu về những cái dòng máy thủy lực, máy cũ. Hàng này là hàng bãi, hàng nội địa của Hàn Quốc về. Hàng này là hàng Gin 220. Hầu như là hàng của Hàn Quốc là nó Gin 220. Các anh chị thấy nè, 2,5 HP, 1,9 kW, 220V, 12A. Thì những cái hàng này là Phi-25 của Hàn Quốc. Đa số hàng của Hàn Quốc thì nó có Phi-25 là nhiều. Những cái Phi-20 rồi thì nó không có, nó ít hàng lắm. Phi-20, Phi-16 thì không có. Những cái Phi-20, 16 thì hàng Nhật thì rất là nhiều. Nhưng mà hàng Nhật thì giá nó sẽ cao. Và cái hàng Nhật đó là hàng nội địa nó là 110, nên mình chỉ có quấn lên 220 thôi. Thì những con này hàng Gin thì tại Máy Xây Dựng Hồng Nhiên đang bán với một cái mức giá là tầm 7 triệu một máy. Thì có những con hàng đẹp hơn thì có thể là nó đắt hơn. Còn nói về máy thủy lực, đẹp xấu nó cũng không phải là quyết định là cái máy tốt hay không. Nhưng mà đẹp nhìn nó bắt mắt hơn thôi. Có những cái đẹp nhưng mà nó xài chưa chắc đã hơn là con máy hàng nó xấu xấu. Tại vì khi mà nó thủy lực mà Ford, Gon, Ben rồi nó tốt thì nó xài tốt thôi. Đó thì một số điều các anh chị có thể là lưu ý. Nhưng giới thiệu sơ về những con máy như thế này. Con này là Hàn Quốc nè, V25, con này của hãng Hana. Thì đây là con ốc châm nhớt của nó nè. Đó, các anh chị xài lâu lâu mà thấy nó dạng nó bị yếu, ben nó ra chậm đó, thì các anh chị đổ nhớt đây châm ha. Châm dầu nó là dầu thủy lực. Dầu thủy lực nó như dầu 10 vậy đó. Nó là có thể là các anh chị lấy mấy cái dầu mà của mấy anh làm điện lạnh nó châm vô cũng được, chứ không có châm nhớt xe nha. Đó, kẹt quá thì mua mấy dầu của mấy anh điện lạnh châm. Thì mấy anh chị mua những cái máy như thế này chủ yếu là dàn đầu nó không bị xì nhớt. Chủ yếu là nó không bị phun nhớt, khi cắt ép tải lên nó không bị phun nhớt là nó ok. Đó. Cái máy thông thường những cái máy màu xanh này á thì cái tay nó bằng nhựa, cũng có những máy nó tay bằng nhôm. Nhưng mà những con máy màu vàng á là những con máy Hana, thì đa số là mẫu máy Hana là tay bằng nhôm. Thì nó cũng không quan trọng ha. Máy không thử, máy không có chạm mát gì hết là máy ok. Thì những con máy như thế này á, thì máy mới á, là tại Máy Xây Dựng Hồng Nhiên bán với mức giá là 14 triệu ha. Máy cũ thì cứ 7 triệu, 7 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi thì nó sẽ xấu hơn nữa. Máy đa số là máy Gin. Thì các anh chị mua thì thử test, nó không có chạm mát, không giật, cắt sắt 25 lên tốt là ok. Bây giờ Nhiên sẽ test thử cho mấy anh chị xem nha. Bây giờ Nhiên sẽ test sắt 25. Đây cái anh chị bấm cho nó chạy lên chạy xuống, nó thuộc về lẹ, nó lên lẹ là ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ test sắt thử. Đó, anh chị thấy là sắt này là Phi-25. Đó, cắt rất là ngọt. Rồi thử qua con máy kia em ơi. Thì ở đây nè, mấy anh chị thấy ở đây là con ốc này nó để tăng chỉnh. Khi mà chúng ta cắt sắt nhỏ thì các anh chị có thể là chỉnh tăng lên, nếu mà mình cắt sắt nhỏ lớn thì mình giảm xuống để nó vừa cây sắt, nó không bị xéo cây sắt ha. Lưỡi cắt thì khi nào mà nó dạng nó bị lỏng á, thì các anh chị phải siết lại, không siết lại là nó dễ bể lưỡi. Rồi test mấy con kia luôn em. Nó che cái chân lại để nó nổ sắt á. Rồi ok em. Rồi test luôn con kia luôn. Đó, rất là ngọt ha. Phi-25 nhưng mà anh chị thử mà nó cắt tốt là ok. Đó thì những con Phi-25 này của Hàn Quốc là nó như vậy ha. Thì các anh chị nếu mà muốn xài những con Phi nhỏ hơn thì bên Nhiên vẫn có những con máy như thế này. Nó có thể là nó cắt 16 diamond. Thì còn những con này á thì nó cắt 18 thì hạn chế lắm. Mấy anh chị xài những con 18 á thì phải xài những con 20 á. Đó giống như là những cái con á, chị thấy là những con 20 như con Nhật như thế này nè thì nó là 20.
Thì hàng Nhật á, 20 á, thì nó sẽ là giá nó tầm cỡ là 8 triệu đến 8 triệu rưỡi, 7 triệu rưỡi cũng có, tùy theo hàng đẹp hàng xấu á. Còn như các anh chị thấy những con Hàn Quốc như thế này nè, nó tầm 6 triệu rưỡi. Lý do là nó bể mấy cái lá nè các anh chị thấy không. Nhưng mà mấy cái lá như thế này nó không quan trọng lắm đâu, tại vì cái này nó cũng chỉ để che, không có gớt đồ vô bên trong thôi, chứ không có làm gì hết. Nên là bây giờ những cái con như thế thì nó bể nhiều quá, nó xấu, nó rẻ hơn thôi. Rồi bây giờ Nhi sẽ test cái con máy Phi 16 này cho các anh chị xem. Thì con máy như thế này bên Nhiên bán khoảng 5 triệu. Thì tùy theo con xấu hơn thì có thể là nó rẻ hơn. Đó, nó vậy thôi chứ nó còn không có gì. Chạy thử em con đó. Thì mấy anh chị thấy là những cái con máy như thế này là vỏ nó bằng nhựa. Và khi các anh chị cắt này, các anh chị thấy không? Nó rất là lẹ. Những con này nếu các anh chị xài 16 đổ lại thì nó cắt rất là ngọt. Giá những con như thế này là 5 triệu ha. Máy rất là đẹp, nhìn đẹp như thế này thì giá tầm như thế. Đó, đó là nhờ một số những cái máy thủy lực cho các anh chị xem. Còn máy mới thì Nhiên vẫn có, và máy đột lỗ bên Nhiên vẫn có ha. Máy mới thủy lực thì chỉ có hàng của Hàn Quốc, hàng của Nhật rất là đắt ha. Rồi, thì các anh chị muốn nhận cập nhật những cái video mới thì hãy nhấn đăng ký kênh Máy Xây Dựng Hồng Nhiên nha. Thì Nhiên lúc nào cũng có về nhiều cái mặt hàng, thì các anh chị xài hàng bãi, hàng mới gì đều có hết. Nếu mà các anh chị thấy Nhiên làm những cái video này, các anh chị có thể hiểu biết thêm nhiều đó, thì các anh chị có thể là cho Nhiên xin một like và share cái video này. Rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi, và bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những video kế tiếp nha.